Em yêu, anh đói quá, anh tự đi lấy đi. Anh đang bận mà. Anh xem TV mà bận cái gì? Đúng rồi, bận lắm. Có bao giờ anh giúp em đâu. Đi đây, sẵn lấy cho anh ly coca nha. Anh ấy không để ý gì đến mình hết. Mình muốn có người chồng yêu thương mình. Đừng khóc mà, mình có ý này. Lấy tờ giấy nha. Cắt theo đường viền. Để bằng dây mút đã xong. Giờ thì tới biển hiệu. Mình cần bản đo chiều cao nữa. Mình muốn chàng trai cao ráo và đẹp trai. Thông báo tìm chồng. Ai muốn thử không? Chắc mình cô đơn mãi mãi. Ồ, quý cô xinh đẹp. Anh đây rất phù hợp với em. Râu của anh đâu rồi? Lo đi tìm mẹ đi kìa. Bye bye. Xui ghê. Có vậy thôi sao? Hả? Bỏ rùa ơi. Anh sẵn lòng cưới em. Lùn quá đi. No. Chiều cao không phải là tất cả mà. Khóc một cùng tay sai của hắn đang có kế hoạch gì vậy? Càng nhiều trẻ em càng tốt. Let's go. Khoan đã, đó là bỏ rùa. Cô nàng sớm làm mẹ thôi. Cô ta sẽ có những đứa con đặc biệt. Ngươi phải chiếm được trái tim cô ấy đã. Lalilu ơi, giúp mình biến cậu ấy thành chàng trai siêu đẹp trai nha. Okay. Thay đồ nào. Dùng vải tổng hợp. Cắt vài miếng. May lại với nhau. Mặc thử đi. Đệm vai phong cách. Tóc mình chưa mọc lại nữa. Đừng lo. Đổ ít nước. Tuyệt vời. Thêm chút bọt. Kiểu tóc đã xong. Không tin được. Bỏ rùa sẽ không thể chối từ. Đi nào. Mình cô đơn quá à. Đi đi, tiếp cận cô ta. Cô bé đáng yêu à. Anh là chồng tương lai của em đây. Em không tin. Em không phải hối hận đâu. Đẹp trai quá. Em nói sao? Rất phải. Chúng ta ở bên nhau cực kỳ đẹp đôi. Em phải suy nghĩ. Có gì sau tai em nè. Lãng mạn quá. Mình sẽ đi đâu? Hả? Tiến triển rất tốt. Em thấy đói. Đi thôi, bánh ngọt của anh. Mình đi ăn. Em muốn ăn gì? Hả? Em muốn ăn gì đó ngon ngon. Chờ chút thôi. Phải sinh các con ra càng sớm càng tốt. Một cái burger, giảm một tuần chờ đợi. Người biết phải làm gì rồi đó. Yeah. Em muốn ăn burger không? Phục vụ của mình đâu rồi? Tôi đây. Giờ ngươi không cản trở được đâu. Hello. Món đặc biệt đây. Ngon quá. Em rất thích. Sao không có kết quả? Còn muốn ăn gì nữa không? Bánh ngọt của anh. Món gì thật ngọt? Giúp với Lalilu ơi. Ta cần máy làm kem. Dùng bản thảo. Gắn màn hình nha. Chọn một miếng. Gắn vòi kem. Que gỗ. Sơn bằng màu acrylic. Dán chúng lại. Sàn kẻ caro. Lắp máy. Nhiều thứ quá. Hoàn hảo. Well, thank you. Thưởng thức đi nào, bỏ rùa. Em muốn ăn kem ốc quế. Sắp có đây. Ngon miệng nha. Bụng em sao rồi em yêu? Hả? Mình chưa no mà. Đây, ăn thêm đi. Sao rồi? Hả? Sắp rồi. Thêm nữa đi. Có nhiều thôi hả? What? Ăn thêm. Thanks. Yum. Bụng của em. Ow. Bắt đầu rồi.
gọi cấp cứu đi. Không chờ đợi được đâu. Để tụi chị đưa em đi. Xong rồi. Bác sĩ, bà mẹ đừng lo quá nha. Nhanh thôi, bọn trẻ sẽ là của chúng ta. Tới lúc vào phòng sinh rồi. Phải có gia đình hoặc chồng mới được. Bình luận bên dưới xem mình nên làm gì để vào trong nha. Tất nhiên rồi, anh sẽ cầu hôn em ấy. Lalilu ơi, giúp mình có nhẫn đính hôn đi. Lấy cái hộp. Bỏ đồ bên trong. Bao lại bằng đất sét khô. Phủ sơn móng trong suốt. Dùng nút mềm. Mình còn thiếu phần chính. Chiếc nhẫn đẹp mắt. Cho thẳng vô hộp. Chúc may mắn nha, Claude. Tình yêu của anh đâu rồi? Không, 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 tránh ra. Anh tới cầu hôn em mà. Anh ở đâu? Bụng của em. Có bất ngờ cho cô đây. Là bánh macaron à? Đừng ăn. Em đồng ý lấy anh nha. Ồ, ngọt ngào quá. Em đồng ý. Yes. Đây rồi, giúp họ kết hôn đi. Điều này là trái quy định. Chúng tôi sẽ trả tiền. Được rồi. Các con có đồng ý làm vợ chồng của nhau không? Dạ, tụi con đồng ý. Các con có thể hôn nhau. Có thể giới thiệu mấy em bé được rồi. Ta có kế này. Bên trong có gì vậy? Bong bóng. Lấy một ít. Bóng bàn. Dây màu. Cả bó hoa. Lấy đi, Clona. Cảm ơn, Lalilu. Cái này tặng cho em. Để tôi bế các em bé giúp cho. Cảm ơn nha. Chúc chuyến đi tốt đẹp. Giúp em với. Đưa các con cho anh. Chuyện gì vậy? Cứu ai? Chờ đã. Đừng can thiệp vào. Nói lời tạm biệt các con đi. Thưa cô, xin tránh ra. Ngay tại trung tâm Paris. Bấm like video này để cứu mình nha. Cảm ơn các bạn. Tin tức mới nhất đây. Máy quay, máy quay. Các con của tôi bị bắt cóc rồi. Bỏ rùa. Các con của mình hả? Phải đi cứu gia đình mình. Em yêu, đã xảy ra chuyện gì? Mèo Moon, em bị lừa rồi. Mình giúp được gì không nè? Đẹp quá. Tập trung đi. Đây là tất cả những gì còn lại của các con. Mình lần theo mùi hương này đi. Lalilu, mình cần có khứu giác đặc biệt. Vậy thì phải làm cái mũi siêu phàm. Cắt phần thừa ra nha. Lấy miếng đất sét polymer. Sơn màu acrylic. Xin chào. Cho tụi mình mượn cái này được không? Chiếc mũi này có thể ngửi thấy mọi thứ. Giờ anh có thể lần theo dấu vết. Mình có tả. Aha. Theo anh. Anh ngửi thấy mùi ở đây. Trống rỗng. Ở đây cũng không có. Chúng đâu rồi? Các người là ai? Đây là nhà của ta. Bỏ tôi ra. Xin lỗi ông bạn. Cậu có thấy chúng không? Hotmart và Clona đi hướng đó kìa. Cảm ơn bạn Raccoon. Tìm ở đây thử đi. Ngửi mọi thứ thật kỹ vô nha. Mình có gì ở đây? À, không phải cái mũi. Giờ anh không ngửi được gì nữa. Sao cậu khóc? Các con của mình bị bắt cóc rồi. Để mình giúp các cậu nha. Đi theo mình. Đi thôi. Chúng ở kia kìa. Mình sắp vào rồi. Các con sẵn sàng chưa? Giờ chỉ cần cái máy nữa thôi. Ta muốn biến nước mắt thành tiền. Thử đi. Mà nhớ bấm subscribe trước nha. Chai phát sáng. Tách phần đáy ra. Bình chứa nước mắt.
còn tiền ở đây. Tắt nút bấm. Bước cuối nữa thôi. Đúng thứ mình cần. Nào bé con, khóc đi. Nhìn kìa, buồn lắm. Gấu bông tội nghiệp quá. Nhanh lên, hứng lấy nước mắt đi. Cần nhiều hơn nữa. Tên hề độc ác. Nhiều hơn nữa. Con không sợ chú hề. Còn cái này thì sao? Bông cải xanh. Anh không nhìn nổi luôn. Chuyện gì vậy? Bông cải xanh quá là thấy ghê. Gần đầy lọ rồi. Đổ nước mắt vô. Tới tiết mục hay rồi đây. Nước mắt biến thành tiền. Ta muốn có nhiều hơn nữa. Tới lượt cậu. Nhớ ba mẹ không nè? Dừng lại. Người không qua được đâu. Không nhảy qua được. Phải làm gì đây? Lalilu ơi, giúp mình với. Có cách rồi nè. Lấy tờ tiền Lali đô la. Giấy mút sáng bóng. Dán tấm ảnh. Đừng quên ấn subscribe nha. Chọn vải ghi băng. Chắc là được. Cảm ơn Lalilu. Đây là tiền chuột các con của ta. Có nhiều thôi á hả? Không đủ. Còn chỗ này thì sao? Ồ, vậy còn được. Ta giàu rồi. Đem các con của ngươi đi đi. Tiền. Nó là của ta, trả lại đây. Của ta mà. Tận hưởng đi. Ồ, hai người chính là hai tên chúng tôi đang truy nã. Anh bị bắt vì tội bắt cóc. Đi theo chúng tôi. Chỗ này là của ta. Các con tội nghiệp. Cởi trói cho chúng đi. Mình phải bắt hết một thôi. Let's go. Nhưng thật khó với các bé. Này, không không không, cải trang cho bà mẹ. Nhớ đăng ký kênh nha. Chọn vải. Dùng kéo. Làm một bím tóc. Giờ là các phụ kiện. Quấn bằng vải. Thêm trang trí. Điệu xong chưa? Đây rồi bà mẹ ơi. Các bé không ngồi yên đâu. Thế còn cái này thì sao? Đuổi theo. Đi thôi. Hắn đâu rồi? Nhìn kìa, tiền. Mình sẽ theo dấu vết. Mắt ngay vào bẫy của ta. Hướng này. Let's go. Hắn ở kia. Bắt được rồi. Là giả. Oh my gosh. Có dấu vết. Mình không hiểu gì cả. Đây rồi. Giờ ngươi không thể ngăn ta được nữa. Bye. Có kẻ cướp ngân hàng. Hơi to rồi. Vừa bắt cóc vừa ăn cướp. Bướm đêm. Hắn đâu rồi? Hắn trốn thoát mất rồi. Không biết đã có chuyện gì. Phải gọi cảnh sát ngay thôi. Cảnh sát tới rồi đây. Đứng yên. Cướp ngân hàng hả? Trong tình trạng như vậy. Cả hai người đều bị bắt. Đưa bọn họ đi. Chào mừng đến đồn cảnh sát. 10 năm tù giam. Tôi muốn chỗ nào tốt hơn cơ. Chúng ta thỏa thuận được không? Việc đó cứ để chúng tôi lo thưa tiểu thư. Lalilu giúp tôi may đồng phục được không? Lấy số đo nào. Cắt các mảnh ra. Khâu chúng lại với nhau. Mặc thử đồng phục nào. Mở rùa đây là gì vậy? Chút tấm lòng của mình á mà. Thêm cổ tay áo màu trắng. Cùng với áo corset. Và còng vàng. Đeo dây chuyền bên hông. Cuối cùng là gắn thẻ tên. Quý cô nhìn thật xinh đẹp. Tốt lắm. Bế tôi về đi. Đây là phòng giam 5 sao của cô. Có thoải mái không ạ? Tôi muốn có thêm gối. Chúng tôi sẽ thay thế bằng một túi tiền. Phải thế chứ. Tôi muốn đi tắm.
Ok. Chuẩn bị riêng cho cô á. Ồ, thật dễ chịu. Thêm la li đô la nè, hãy thư giãn đi ạ. Gà nướng của tiểu thư đây. Để tôi lau cho. Bo cho hai người nè. Ồ, ai đánh rơi tiền đây? Làm vậy không giúp được gì cho cô đâu. Đi tiếp đi. La li lu ơi, tụi mình cần một bộ đồng phục khác. Theo kiểu nào? Kiểu người nghèo. Tụi mình sẽ lấy bộ đồ này. Dỡ từng phần ra nha. Rồi cho vào thùng rác. Lắc đều nha. May thành bộ đồng phục. Mặc thử nào. Thêm vài vết bẩn và vết kéo cắt. Cuối cùng là số hiệu số tù nhân. Ờ, cũng được. Trang phục kiểu gì không biết. Tôi sẽ đòi lại công lý. Rồi rồi, biết rồi. Mời cô vào phòng giam. Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Các người sẽ biết tay tôi. Tôi sẽ tìm các người. Sau khi ăn đã. Thơm quá à. Thôi, gà của mình cũng đâu có tệ. Yêu, thiếu muối. Đi ngủ cho đỡ đói vậy. Có người đang nằm trên giường. Ai vậy trời? Bắt được rồi nha, tên trộm nhỏ. Xin hãy tha cho tôi. Đến đồn cảnh sát. Hãy điền vào hồ sơ này. Tên Remy, nhận dạng giống chú chuột hơn. Tội ăn trộm phô mai. Bản án 2 năm chuột. Tạm biệt bộ lông của mình đi nha. Ô không. Lấy một miếng vải. Cắt cắt mảnh ra. May thành bộ đồng phục. Mặc vào đi ngài chuột. Mũ tù nhân nữa nè. Đến lúc chụp ảnh rồi á. Hãy ra mặt đi. Sư, tránh xa ta ra. Cô có biết ta là ai không? Đừng ăn thịt tôi, chúng ta hòa bình ha. Vậy sao cô lại vào được đây? Thì vào tù như cậu á. À, nhưng ở đây tôi là đại ca á. Xin lỗi đại ca. Còn cậu sao lại phải vào đây? Để tôi kể cho mà nghe. Đàn con của tôi đang đói, nhưng nhà tôi không có tiền. Tôi liền chạy ra chợ. Một miếng phô mát có thể thay đổi mọi thứ. Nhưng rồi cảnh sát xuất hiện và rồi tôi bị bắt. Thật không công bằng. Có tiếng gì ở đâu vậy ta? Bỏ rùa hả? Elsa, nhìn nè. Tin từ Paris, bướm đêm đã bắt cóc mèo Moon. Bỏ rùa, bé mèo nhà cô đâu rồi? Hắn mới là tên tội phạm. Chúng ta vô tội. Đợi một chút. Bướm đêm đang cướp ngân hàng. Cảnh sát, chúng tôi đã tìm ra kẻ xấu thật sự. Ồn ào cái gì vậy? Hắn mới là tên cướp đó. Nhưng là cô mà. Đùa với cảnh sát hả? 10 năm tù. Và sẽ bị xích. Các cô đừng hòng trốn thoát. Lalilu, làm giúp mình mấy cái cùm thật chặt nha. Giơ chân lên. Lấy số đo nào. Một rương kho báu. Lấy dây xích ra nha. Chuẩn rồi. Cắt một đoạn. Gắn quả bóng vào. Màu vàng trông sẽ đẹp hơn á. Trang trí bằng ống ánh. Cùm chân cho bỏ rùa. Cố định lại. Vậy là xong rồi. Còn cùm cho Elsa thì sao? Có ngay nè. Buộc bằng dây thần là được. Tuân lệnh. Tiểu thư, tôi sẽ đỡ cùm cho cô. Các tù nhân được đưa về phòng giam. Remy, chúng ta làm gì bây giờ? Tôi có ý này. Chỉ cần gặm sợi dây là được. Xong rồi. Cảm ơn anh bạn. Chúng ta lên kế hoạch trốn thoát thôi. Tôi sẽ giúp cậu. Bỏ rùa, cậu đi cùng tụi mình ha. Không được rồi, nhìn cùng của mình nè. Cái đó cứ để ta lo. Yay, tự do rồi. Bắt đầu thôi. Chúng ta cần đục một cái lỗ. Không được rồi, bức tường chẳng xi nhê gì. Tụi mình sẽ phụ cậu cho. Gì vậy ta?
Ngon, chắc là sô-cô-la. Ô, tiếng động gì vậy? Để tôi đi kiểm tra. Ôi không, tụi mình bị phát hiện rồi. La Lê Lu, tụi mình cần một bức tranh gấp. Lấy các que gỗ, cắt và lắp thành chiếc khung. Căng một tấm vải lên trên, rồi quét sơn lót acrylic. Lấy một nhãn dán, một tấm biển ghi lối ra, thêm chiếc khung nha. Đây nè Elsa, tụi mình thoát được rồi. Nhanh lên, lấy bức tranh che cái lỗ đi. Cái gì đây? Tranh hả? Rất là sâu sắc. Kiệt tác như vậy thì phải treo ở văn phòng mới đúng. Đợi đã. Sao vậy? Bức tranh vẫn chưa hoàn thiện. Ủa tại sao? Sơn này gặp ánh nắng sẽ phai màu á. Thêm 10 năm tù nữa. Lại bắt tôi phải đợi hả? Đi thôi. Elsa đi theo mình. Ba chiến sĩ bò thẳng vào khu vực tiếp khách của đồn công an. Ha, các người làm gì ở đây hả? Quy, chúng tôi không có gì để nói. Thêm 10 năm tù nữa. Tất cả vào phòng giam. Khóa bằng dây xích luôn. Ô không, khóa mất tiêu rồi. Mình có ý này. Ăn cái này đi. Măm măm, cà rốt ngon. Ô, chìa khóa nè. Mong là vừa. Tuyệt, chạy mau. Bọn chúng lại trốn nữa. Đồ tụi mình đặt giao đến rồi nè. Gửi cậu nha. Tiền trao cháo múc. Màu đỏ nhìn sẽ đẹp hơn á. Trải chúng ra nào. Nối lại bằng ri băng và cắt nửa hạt cườm. Cuối cùng buộc thang vào trực thăng. Mình sẽ cứu họ. Các cô gái đâu rồi? Hiu, vừa đúng lúc. Remy ơi, nắm lấy chân tôi nè. Kéo mạnh nha. Thấy rồi, bắt chúng lại. Mau lên. Cố lên nào. Các cậu cứ kệ mình. Còn lâu nha. Yeah, cảm ơn nha Remy. Lên trực thăng nào. Bọn chúng sắp trốn thoát rồi. Học viện cảnh sát xuất chiêu. Olaf, bay đi. Bám chắc nha. Quá tải rồi. Remy không được buông ra. Cô nàng kéo mạnh quá. Mình không cất cánh được nè. Hiểu rồi. Tạm biệt mọi người. Bắt được rồi. Remy. Không. Chiếc trực thăng liền bay đi. Bọn họ còn lâu mới vượt qua được kế hoạch của mình. La Lê Lu, làm cho ta một hình nộm. Ta cần một bức ảnh gấp. Tạo dáng thế này ha. Sao giống con gái vậy? Còn lâu nha. Xong rồi. Chuẩn bị hình mẫu. Vẽ viền trên giấy xốp. Rồi cắt ra nha. Chống bằng một chiếc que. Chào soái ca. Bắt đầu kế hoạch. Anh sẽ đặt chú ở đây. Còn anh thì đi trốn. Hạ cánh nào. Tiếp đất thôi. Bướm đêm. Ta sẽ cho ngươi một trận đồ xấu xa. Con mồi đã bị bắt. Ngươi mắc bẫy rồi. Ta sẽ trói ngươi lại. Ngươi sẽ phải hối hận. Ngươi không đe dọa được ta nữa đâu. Lại đây nào gà con. Khởi động băng chuyền. Mâm mâm. Ô không em à. Cứu. Em không muốn bị thành gà nướng đâu. Dừng lại. Không ngờ đến phải không. Cái gì cơ? Một con chuột à. Ta không phải con chuột. Ta là ngài chuột. À, buông ta ra. Cứu với. Phạm nhân bỏ trốn đâu rồi? À ha, bướm đêm. Ngươi đã bị bắt. Ngươi có quyền giữ im lặng. Để tôi cởi trói cho. Tự do rồi. Mèo Moon, anh có sao không? Em à, anh lo cho em quá. Về đồn thôi. Các cậu đúng là các anh hùng đích thực. Phải trao giải vương miện liền. La Lê Lu ơi, giúp mình được không? Ngâm tờ giấy, thêm thuốc nhuộm, rồi khuấy đều nha. Một thỏi vàng chia thành 3 phần, nặng thành huy chương, rồi cho vào lò nướng. Xong rồi.
vẽ các ngôi sao nhỏ. Treo bằng ruy băng. Giải thưởng danh dự dành cho các anh hùng. Đúng thứ tụi mình cần nè, cảm ơn cậu. Sự dũng cảm của các cậu xứng đáng được khen thưởng. Mỗi người sẽ được nhận một huy chương vì đã bắt được tên tội phạm thật sự. Yeah, tụi mình là các anh hùng. Chúc mừng, các cậu giỏi quá à. Ô, mình đau bụng quá đi. Phải quay về đại dương gấp. Đây là que thử thai hả ta? Mình sắp có con rồi à. Ero đang chuẩn bị lên chức mẹ. Cái gì? Mình phải báo liền cho anh yêu mới được. Ta sẽ để mắt đến chuyện này. Anh à, tụi mình sắp có con rồi. What? Thật tuyệt vời. Yippee. Tụi mình đi báo cho các bạn ha. Okay. Phải mở tiệc ăn mừng mới được. Để tụi mình chuẩn bị cho ha. Chọn một màu. Đất sét nhẹ. Nặng chiếc bụng nha. Cắt lấy một đoạn nhỏ. Chiếc vây nhỏ dễ thương ghê. Ariel sắp được đón em bé chào đời. Chúc mừng bà mẹ tương lai nha. Có quà cho cậu nè. Nhờ anh cắt giùm chiếc bánh ha. Dạ được, để tôi đi lấy đĩa. Ta sẽ thêm một nguyên liệu bí mật. Ai vậy? Mời mọi người. Ngon ghê. Khăn giấy nè. Ô, bụng của mình. Sao vậy em? Em à, em bị sao thế này? Xe cứu thương đã có mặt. Không biết Ariel bị sao nữa. Bác sĩ làm ơn giúp cô nàng với. Để sao ha, tôi đang trong giờ nghỉ trưa. Để mình kiểm tra mạch. Chẳng thấy gì, làm sao bây giờ đây? Mình có ý này. Hôm nay mình sẽ làm bác sĩ. Lalilu ơi, mình cần các dụng cụ y tế. Vậy triển thôi. Lấy đĩa đựng xà phòng. Làm nóng con dao nhỏ. Cắt phần nắp ra nha. Đặt miếng xốp vào. Thêm màn hình. Gắn mặt hiển thị lên. Bên cạnh cũng có một chiếc nè. Chuẩn bị một chiếc lọ và slam. Canh cá. Một dụng cụ hồi sức đặc biệt cho tiên cá. Let's go. Tụi mình phải nối máy hồi sức cho Ariel. Help, giúp mình please. Với. Hiểu rồi, triển thôi. Vậy là xong. Mong là món canh cá sẽ có hiệu quả. Để xem. Có dấu hiệu của sự sống rồi. Nối thêm ống. Các chỉ số đang tăng dần. Mình bị sao vậy nè? Ariel, em tỉnh rồi. Đúng là ảo ma Canada. Ursula liền cắt dây điện. Well done. Tụi mình phải tìm cách khác thôi. Let's go. Cùng đưa cô nàng đến lâu đài của Elsa nào. Stop. Hey. Đến nơi rồi. Tụi anh nhất định sẽ cứu được em. Chúng ta phải mau nghĩ cách thôi. Hoa không thích ồn ào đâu. Đây là nước hả? Mình có ý này. Trong hộp bút có gì vậy ta? Lấy một chiếc lọ. Cắt bỏ một phần. Đổ đầy chất lỏng vào trong. Chèn thêm đầu phun. Sau đó gắn nhãn nha. Bình xịt nè, Olaf. Cảm ơn nha. Nước sẽ khiến cô nàng thấy dễ chịu hơn á. Thử xịt vào Ariel xem sao. Ô không, mình lỡ xịt nhiều quá. Mọi chuyện không ổn rồi. Ô em à, tụi mình cần một kế hoạch mới. Phải giúp Ariel. Nhưng bằng cách nào? Mình có ý này. Cùng đến chỗ của mình ha. Lên đường. Liệu hội chị em có tìm được câu trả lời ở lâu đài của Rapunzel?
Mình sẽ tìm thử trong sách coi sao. Nhưng cuốn nào? Xem nào. Không phải mấy cuốn này. Lalelu ơi, giúp mình với. Mình sẽ lấy tấm áp phích này ha. Umbala, Lalelu, lấy một ít vải nè. Hình in sẵn. Cắt các trang ra nha. Rồi cắt phần bìa. Cẩm nang cứu hộ. Cùng giải phương trình ha. Một nụ hôn tình yêu sẽ cứu được cô nàng. Mình có cách rồi. Như nào vậy? Tụi mình cần hai nguyên liệu. Công chúa thì đã có rồi. Giờ chỉ cần tìm hoàng tử thôi. Hay là tổ chức cuộc thi ha. Ta là ứng viên đầu tiên đây. Lần này còn lâu nha bướm đêm. Ta nhất định sẽ quay lại. Tôi không chỉ đánh cắp được Giáng sinh mà cả trái tim cô nàng cũng được. Thôi, mời người tiếp theo. Ở đây có vụ gì vậy? Tôi là bạn trai của Ariel đây. Xin chúc mừng anh làm ha. Tôi sẽ làm mọi thứ vì nàng. Ariel cần một nơi thoải mái hơn. Mình thấy chỗ này được nè. Vậy tới công xưởng nào. Lấy kích thước nè. Lấy một chiếc hộp chứa và một chiếc nhỏ hơn. Đặt giấy bút lên nha. Thêm phần đấy. Chân rèn nè. Ri băng nữa. Trang trí đầu giường bằng họa tiết. Thêm vỏ sò. Hoa nữa. Nệm êm nè. Thêm chiếc gối sang trọng. Một nơi hoàn hảo để ngủ. Wow. Hoàn hảo. Tụi mình mang đi ha. Nụ hôn của anh sẽ đánh thức công chúa á. Trước mặt mọi người thế này sao? Cứ thử đi. Hôn đi, hôn đi. Được rồi, được rồi. Mong là được. Ariel, tỉnh lại đi. Hey. What? Nụ hôn hiệu nghiệm rồi. Bụng của mình. Chúng ta mau đến bệnh viện thôi. Sao cơ? Tại Ariel đang thấy không khỏe mà. Em đừng lo ha. Hello. Ta cũng muốn giúp. Mở chiếc rương ra nào. Hello. Các bạn nhỏ đáng yêu. Thay đổi màu tóc nào. Wow. Tiếp theo là mặc quần áo. Là một chiếc đuôi nhỏ. Đuôi cá nhỏ xinh. Thêm viên ngọc trai. Bên cạnh chính là anh trai cô bé. Hai bé đáng yêu ghê. Màn che cấm nhìn trộm nha. Bà có phải bác sĩ thật không á? Tất nhiên rồi, tôi đang đội mũ bác sĩ đây nè. Chúng ta bắt đầu thôi. Được, triển thôi. Xong rồi. Không ngờ đến phải không? Thả tôi ra. Làm sao bà vào được đây hả? Ta sẽ mang hai đứa nhóc này đi. Là một nơi thích hợp cho tụi nhóc ha. Cứ để chúng tôi lo. Chuẩn bị hộp phấn cũ. Lấy miếng mút ra nha. Bọc lại bằng đất sét nhẹ. Một chiếc vỏ sò. Tô màu nè. Dán giấy mút lên các bộ phận. Quê đảm bảo an toàn. Một chiếc giường lông. Giờ đừng hòng chạy trốn nha. Unbelievable. Ngon nha, cấm gây ồn. Đã bảo không được làm phiền ta mà. Hai nhóc dễ thương thế này. Chén luôn cho xong. Lalilu, làm cho ta một cái vạt đi. Lấy nửa quả cầu. Tô màu cho cũ một chút nha. Nặng xúc tu. Tô màu mới nè. Vẽ các giác hút. Nhỏ keo lên. Yêu, nhầy nhụa quá đi. Gắn tay cầm. Trang trí bằng các mảnh xương. Cuối cùng cho slam vào. Nước dùng rất đậm đà. Yummy. Vạt nấu đã sẵn sàng. Nice.
Giờ đến phần nguyên liệu chính nè. Unbelievable. Oh no. Thả hai bé ra. Hai người thì làm gì được. Phép thuật của ta mạnh lắm á. Các cô gái bỗng biến thành hình dáng trẻ con. Giờ không còn ai làm phiền ta nữa rồi. Ouch. Cứu với. Dừng lại. Please. Anh sẽ lo mũ ta. Oh, no. Eric, Anna. Bà có cần tiền không? Cầm lấy nè. Ta chỉ lấy tiền cá thôi. Đợi tôi nha. Lalilu giúp mình với. Tụi mình cần đất sét polymer. Bóc vỏ nào. Nặn hình các chú cá nhỏ. Rồi đặt lên khay nướng. Khởi động lò nướng. Vẽ ký hiệu đô la lên trên. Nặn phần vẫy nè. Phủ một lớp sơn móng tay. Rồi gói lại. Đổ một ít nước vào. Của cậu nè, Ariel. Wow, thank you. Bà Ursula, tôi mang tiền đến rồi. Bà thả tụi nhỏ ra được không? Chưa đủ đâu. Làm ơn hãy thả tụi nhỏ ra đi mà. Ta nghĩ còn lâu nha. Tới công chuyện tiếp nè. Eric, dậy đi. Good. Cứu với. Anh sẽ cứu tụi nhỏ. Anh đúng là anh hùng của cả nhà. Lại tốn công nữa rồi. Làm sao để đưa các cậu về hình dáng bình thường bây giờ? Tụi mình tự nhiên lại tuổi ăn tuổi lớn. Quy, đi chơi nào. Cho mình chơi với nha. Càng đông càng vui mà. Chelsea không vui với điều này. Chào các cô gái. Này, mình đây. Nhìn xem cao chưa nè. Wow, cậu dũng cảm quá à. Cậu giúp mình xuống nha. Các em bé vui vẻ giúp đỡ. Chơi thôi các cậu ơi. Ok. Hãy vẽ một phát thảo. Cắt ra nha. Viết các cụm từ. Các hình muôn màu. Cắt và tạo hoa hồng từ giấy. Một mảnh dây. Dán gai bằng súng keo nóng. Wow. Họ đón ai mà nhiệt tình thế. Các học sinh trong trường rất hào hứng với học sinh mới. Ôi, chào các cậu nha. Chúng mình yêu cậu. Là của tớ nha. Mình sẽ leo cao hơn để mọi người có thể thấy. Cậu có thích không nè? Chelsea đắm chìm trong hoa. Ô, để tớ giúp cậu. Ok. Các cậu bé khiêng Chelsea trên tay. Cô rất vui. Tớ cần một diện mạo mới. Hãy đo kích thước nha. Chọn vải nè. Đánh dấu họa tiết. Có những mảnh vải rồi. Gắn đuôi nha. Vẽ vây trên nhựa trong suốt. Tạo thêm độ sần sùi bằng súng keo nóng. Gắn vào đuôi. Chelsea trong bộ trang phục tiên cá. Đó là bí mật cô ấy đang giấu giếm. Aha. Well, hello. Ồ, nhìn kìa, đó là cô ấy. Cô ấy đẹp quá. Chào Chelsea. Chào, cậu khỏe không? Tốt lắm. Ồ, đó là Ruby. Chelsea, hãy cẩn thận. Chắc chắn mình có thể làm tốt hơn. Cẩn thận với đài phun nước. Cô bé biến thành nàng tiên cá. Không ai được biết mình là ai. Nên làm gì đây ta? Ruby, giúp mình. Mình không bỏ cậu lúc khó khăn đâu. Thank you. Shh, be quiet. Để
mình đưa cậu đến biển nha. Mình sẽ không quên điều này.